thịt gà, uống nước lã. Mọi người trật tự, tôi có ý kiến thế này. Để góp vui đầu xuân, mỗi chúng ta ai nấy mang rượu của mình ra đây góp chung. Rượu được đổ tất cả vào một chum lớn để cùng chia vui. Mọi người thấy thế nào? Được đấy, ý kiến hay. Mình đang tìm cái gì mà cứ lục cục nãy giờ thế? Tôi đang tìm cái bình rượu. Cái bình rượu hôm nọ xin được ở nhà bác Bỉnh, đâu rồi bu nó nhỉ? Tôi để nó ở trong chum mà. Mà ông tìm làm gì vậy? Thấy rồi. Tôi định mang nó đi góp vui trong bữa gặp mặt đầu xuân ở đình làng ngày mai. Cái gì? Góp vui? Sao lại mang rượu quý đi góp vui là sao? Chả là mọi người bàn sẽ chung rượu với nhau. Mỗi người mang một bình rượu đến để chung vào một cái chum lớn rồi cùng nhau thưởng thức. Trời, thế ông định lấy cái bình rượu này để đi góp sao? Rượu này là rượu quý. Bác Bỉnh chân cất chôn nhiều năm dưới lòng đất đấy. Giải gì mà mang đi góp chứ? Tôi cũng thấy tiếc, nhưng mà mình chỉ có mỗi bình rượu này thôi. Sao mà mình ngốc thế? Lại đây, tôi chỉ cho cách này. Đến hôm đó, mình cứ đổ nước lã vào chai rồi mang đến. Cả chum rượu, một chai của mình thấm vào đâu? Chắc chắn không ai biết được đâu mà sợ. Nhỉ? Có thế mà tôi chả nghĩ ra, bu nó đúng là cao tay. Anh Bảy đến rồi. Chà, nhìn cái bình là biết gây rượu ngon đây. Nào, đổ rượu vào chum cùng góp vui thôi. Đây đây, tôi đổ vào ngay đây. Vậy là mọi người đã đến đông đủ. Chiếc chum rượu đã đầy ắp với nhiều hương vị khác nhau. Bây giờ chúng ta rót rượu mời tất cả cùng nâng ly thưởng thức nhé. Tất cả mọi người đã có rượu hết chưa? Còn ai thiếu không? Đủ hết rồi, đủ hết rồi. Vậy tất cả cùng nâng ly chúc mừng năm mới nhé. Nào, xin mời cạn chén. Năm mới may mắn, phát tài phát lộc. Nào, cạn chén nhé. Sao lại thế này? Sao rượu lại nhạt toẹt chẳng khác gì nước lã là sao? Chẳng lẽ toàn bộ những người kia cũng giống như mình? Chết tiệt, rõ là nước lã mà. Tức thật. Nhưng mình không thể để mọi người biết mình đổ vào đó bầu nước được. Quá là rượu ngon, hương vị thật đặc biệt. Đúng vậy, đúng là rượu hảo hạng, đủ loại hương vị. Quá là rượu ngon, rượu ngon. Ngon cái nỗi gì chứ. Đây rõ là nước lã nhạt toẹt. Không ngờ họ đều thủ đoạn như thế. Ở đây tiệc vui quá nhỉ. Nghe nói mọi người góp rượu uống chung, thế mà không ai mời tôi gì cả. Cụ Hoàng, mời cụ vào đây. Xem nào, rượu chung chắc là hương vị sẽ đậm đặc lắm đây. Cho tôi một chén nào. Ông đừng. Cái gì vậy? Rượu gì thế này? Các anh bảo rượu góp chung à? Có mà nước lã thì có. Tôi hiểu rồi. Cái trò góp chung. Của chung không ai khóc. Thế mà tôi vừa nghe ai cũng khen rượu ngon, rượu quý cơ đấy. Thật là ai cũng khôn, chẳng ai dạy cả, phải không các ông? Câu chuyện của những đôi giày. Ôi, đôi giày màu xanh mới đẹp làm sao? Thôi, nhìn ngắm gì nữa con, ở nhà có mấy đôi giày vẫn còn rất tốt mà. Cho con mua nốt lần này nữa nha mẹ. Lần trước, con cũng hứa là mua đôi cuối cùng, nay lại đòi mua nữa. Nhưng, con thích lắm mẹ ơi, nếu có nó, con hứa sẽ học tốt hơn, con sẽ vâng lời ba mẹ. Thôi muộn rồi, đi về thôi con, bà đặt điều kiện nữa. Không chịu đâu, mẹ mua cho con đi mà. Đúng là chứng nào tật nấy. Có giày mới rồi. Mẫu này hôm qua mình mới thấy trên tivi. Mình mà đi đôi này tới sinh nhật thằng Tiến ngày mai, chắc tụi nó sẽ ghen tị lắm. Chào cậu.
Ôi, chào các bạn, mình là giày xanh, các cậu đều là bạn của cậu chủ hả? Đúng rồi, nhưng đã từng thôi giày xanh ạ. À. Mấy hôm nay cậu ấy không thèm ngó ngàng tới tôi, cả tháng nay ấy chứ. Thôi, các cậu đừng buồn, cậu chủ đều yêu quý, mới đem chúng ta về làm bạn. Mình nghĩ ai cũng sẽ được cậu ấy yêu thương như nhau thôi. Cậu không biết đâu, rồi một ngày cậu cũng sẽ như chúng tôi thôi. Cậu chủ sẽ vứt vào một xó, lấy bụi và chẳng bao giờ dùng đến chúng ta cả. Mình không tin, vì dù sao, tớ cũng là mẫu hiện đại nhất, mới nhất, đẹp nhất. Rồi cậu xem. Mình sẽ mua đôi giày đỏ kia, mẫu mới nhất đó. Phải về xin tiền mẹ luôn mới được. Các bạn ấy nói không sai. Thôi, cậu đừng buồn. Tính tình của cậu chủ luôn là vậy mà. Dù sao thì cậu còn có chúng tớ là bạn. Có chuyện gì vậy các cháu? Sao giày xanh lại khóc thế? Bác đồng hồ ơi, cậu chủ không còn thích cháu nữa. Cậu chủ bỏ rơi cháu rồi. Cậu ấy cũng không cần chúng cháu nữa. Cậu chủ nói tủ chật rồi thì sẽ vứt chúng cháu đi. Cậu chủ hết yêu thương chúng cháu rồi bác đồng hồ ơi. Sao có thể bỏ những đôi giày đáng yêu như các cháu đi được chứ? Cậu Mít này đúng là cá thèm chóng chán. Bác phải cho cậu ta một bài học mới được. Bác đồng hồ, bác giúp chúng cháu thật chứ? Bác giúp thế nào được? Ta là đồng hồ cổ mà, cũng có chút gọi là năng lực siêu nhiên. Đợi cậu ta về đã, ta sẽ cho các cháu xem. Mẹ đi đâu mãi chưa về nhỉ? Để mình còn xin tiền mua đôi giày đỏ kia. Lỡ người ta mua mất, mình chán ngấy cái đống giày cũ này lắm rồi. Ôi, cái đồng hồ bị chập mạch rồi. Mới có 3 giờ chiều, tự dưng lại kêu ầm ĩ. Chịu hết nổi rồi. Có chuyện gì thế này? Cậu chủ, cậu không cần đến chúng tôi nữa phải không? Cậu muốn bao nhiêu đôi giày nữa thì mới đủ. Nếu không cần chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ đi. Từ hồi nghỉ hè đến giờ, cậu còn nhớ tôi không? Tôi hàng ngày vẫn theo cậu đến trường, đi trên hành lang cùng bạn bè, nói cười ríu rít. Còn tôi từng đồng hành với cậu, giúp cậu sút những quả bóng trúng khung thành. Tôi bước lên bục nhận giải cầu thủ nhí xuất sắc trong sự tung hô của bạn bè. Còn tôi từng theo cậu chạy nhảy trên đồng cỏ mênh mông, đuổi theo những cánh diều. Cậu đã từng rất vui vẻ và sảng khoái. Tôi rất vui vì đã đem đến cho cậu sự thoải mái và vui vẻ đến vậy. Còn tớ, mới đây thôi, đi cùng cậu tới bữa tiệc sinh nhật, giúp cậu hãnh diện trước sự trầm trồ của lũ bạn. Thế mà giờ cậu đã quên ngay được. Cậu là đồ vô ơn. Chúng tôi một lòng theo cậu, bảo vệ đôi chân cho cậu. Vậy mà cậu không hề quý trọng, mà chỉ mê những thứ mới thôi. Cậu từng khen ngợi, từng vuốt ve, lau chùi chúng tôi chu đáo biết nhường nào. Vậy mà giờ đây, cậu lại chả thèm ngó ngàng. Khi có thêm những đôi giày mới, cậu không coi chúng tôi là bạn nữa sao? Thì ra, cậu chủ là người như vậy. Cậu làm tôi thất vọng quá. Chúng tôi sẽ rời xa cậu, để đi tìm người nào biết trân trọng chúng tôi. Để xem, không có chúng tôi, cậu sống như thế nào? Không, không, đừng đi mà. Ôi, giày của tôi. À, đau quá. Thì ra không có giày lại khổ sở như vậy. Mình là một người chủ tồi. Các cậu vì bảo vệ mình mà phải chịu trầy xước đau đớn, bị vấy bẩn. Thế mà mình lại không hiểu, lại còn chê bai. Xin lỗi. Các cậu quay lại đi, đừng rời xa tớ. Mít ơi Mít, con mơ gì đấy? Dậy đi con, sao con lại ngủ ở đây? Thì ra chỉ là giấc mơ. Mình cứ tưởng... Mình hiểu rồi. Mình không nên có những thứ mới mà quên đi cái cũ. Phải biết trân trọng những gì đang có. Mẹ ơi, con yêu những đôi giày này. Hôm nay chủ nhật, con sẽ vệ sinh hết chỗ giày này. Từ mai, mỗi ngày con sẽ đi một đôi. Hehehehe.
7 con quạ. Gia đình nọ vốn có 7 đứa con trai, nên họ rất mong có thêm một mụn con gái. Khi vợ có mang, bác ta hy vọng lần này sẽ toại nguyện. Quả thật đứa con mới chào đời là con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con lại gầy gò ốm yếu quá nên phải chịu phép rửa tội. Ôi, em Út xinh quá, da em trắng chưa kìa. Con cầm lấy và ra suối lấy nước về đây để làm phép rửa tội cho em gái. Vâng ạ, em đi với, em đi với. Đúng là lũ ham chơi mà. Để em lấy nước. Em còn nhỏ sao em lấy được chứ. Em lấy cơ, để em. Trời, mất chiếc bình rồi. Lấy gì đựng nước cho em gái đi. Kiểu gì cha cũng trách tội chúng ta. Chúng ta không thể về nhà được rồi. Các con làm gì mà lâu thế? Mau đem nước về đi. Trời ơi, chúng mày lại mãi chơi làm hỏng hết việc lớn rồi. Ước gì cả 7 thằng ham chơi này biến thành quả hết đi. Chính ông muốn đây nhé. Trời ơi, các con tôi. Cô gái kia xinh thật đấy. Cô ấy tuy đẹp thật, nhưng chính cô ấy là nguyên nhân sự bất hạnh của 7 người anh trai. Đúng vậy, thật tội nghiệp cho số phận của 7 người anh trai kia. Mình có 7 anh trai ư? Chuyện của 7 anh trai con là như vậy. Cha mẹ cũng đi khắp nơi tìm các anh của con, nhưng không thấy. Cha con thật sự rất hối hận. Không được, mình chính là nguyên nhân để các anh bị biến thành quả. Mình sẽ đi giải cứu cho các anh, nhưng nhất định không được để cha mẹ biết. Mình sẽ mang theo chiếc nhẫn của ba mẹ làm tinh. Có lẽ các anh nhìn nó sẽ nhận ra mình. Mình biết tìm các anh ở đâu bây giờ. Cụ ơi, cụ có nhìn thấy 7 anh quạ của cháu bay qua đây không ạ? Có, ngày nào ta cũng nhìn thấy chúng bay về hướng mặt trời kia kìa. Nhưng đường còn xa lắm, cháu sẽ không đến được đâu. Mặt trời ư? Xa thế kia, mình làm sao đi được? Không được, mình phải cứu được các anh thoát khỏi tay mụ phù thủy ghê gớm đó. Kia là mặt trời rồi. Không được, mặt trời chói và nóng quá, mình không thể tới gần được. Cô bé, cháu đi đâu vậy? Cháu đang đi tìm 7 anh trai của cháu bị mụ phù thủy hóa phép thành quả. Chính cháu là lý do mà các anh bị vậy, nên cháu muốn cứu họ. Nhưng cháu chỉ là một cô bé, lỡ gặp nguy hiểm sẽ mất mạng đấy. Cháu muốn cứu họ, dù có mất mạng cháu cũng chịu. Ngài có biết các anh cháu đang ở đâu không ạ? Ta có thấy 7 chú quạ hàng ngày bay lượn bên phía ngọn núi thủy tinh kia, nhưng không chắc có phải là các anh của cháu không. Nếu cháu muốn có thể tới đó, nhưng nếu cháu không có cái chân gà nhỏ này thì cháu không thể mở được ngọn núi ấy đâu. Cháu cầm lấy đi và nhớ giữ gìn nó cẩn thận kẻo mất. Con cảm ơn ngài. Gà đâu rồi? Ôi, chiếc chân gà không có ở đây ư? Thế thì mình làm sao mở được cánh cửa này để giải cứu các anh đây? Đúng rồi, mình sẽ nhét ngón tay út của mình vào, hy vọng nó vừa. Nhưng nhỡ đâu nó đứt thì sao? Không sao, cứu các anh là trên hết. Ôi, đau quá! Mẹ ơi, đau quá! May quá, ngón tay vẫn... Ai đã ăn ở đĩa của tôi? Ai đã uống nước ở cốc của tôi? Nhất định phải có người đã đụng đến chén đĩa. Có vật gì dưới cốc thế này? Trời, đây là nhẫn của cha mẹ. Hình như em gái Út của chúng ta đang ở đây. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đã được giải thoát. Đúng là các anh của mình rồi. Chính là em đây.
ôi, bọn anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Em xin lỗi, chỉ vì em mà các anh đã phải chịu khổ, bị biến thành quạ và phải tha phương không sống ở nhà mình được. Không đâu, nhờ có em mà tụi anh mới trở lại thành người. Giờ thì 8 anh em mình cùng về nhà với cha mẹ nhé. Anh nhớ mẹ và em lắm. Vâng ạ. Hai cây bưởi. Thích quá, mát quá. Mấy hôm nay nắng nóng, tôi khô hết cả lá. Mai được xô nước của ông chủ làm tớ tỉnh cả người. Ông chủ thật yêu quý chúng mình, luôn quan tâm chăm sóc chúng mình. Chúng mình phải phát triển thật tốt, năm nay ra nhiều trái bưởi hơn nữa để đền đáp ông chủ nhé. Ông chỉ đi có mấy ngày thôi, cháu ở nhà chăm sóc cho vườn cây giúp ông nhé. Vâng ạ. Vậy là chúng mình sẽ không được gặp ông chủ trong một thời gian rồi, buồn quá. Ừ, mình cũng vậy. Bưởi ta, cậu làm sao thế? Tớ không đủ sức để chống lại gió. Cố lên bưởi ta, bão sắp tan rồi. Tớ nghĩ chắc tớ không qua được đêm nay mất. Không, cậu sẽ không sao, tớ sẽ giúp cậu. Bưởi diễn, cậu làm gì thế? Sao cậu lại đối đầu với gió? Cậu có biết cậu làm vậy là sẽ nguy hiểm lắm không? Tớ không sao, chỉ mất một cành thôi mà. Tớ chịu được, tớ không muốn cậu bỏ cuộc. Trời, trận bão hôm qua lớn quá. Hai cây bưởi này cành lá gãy tứ tung. Liệu có kịp ra quả năm nay không nhỉ? Đúng rồi, hai cây bưởi này năm ngoái ra quả chỉ được mỗi cây bưởi diễn là ngon. Cây bưởi ta quả dở tệ. Mình sẽ chặt cây bưởi ta này đi để chỗ cho cây bưởi diễn phát triển. Đằng nào nó cũng gãy hết cành rồi thì làm gì còn sức sống. Vào nhà tìm cây rửa đã. Hả? Sao lại thế được? Không, vậy là tớ sắp bị chặt rồi. Tớ sắp chết rồi. Cậu chủ thật quá đáng. Phải làm sao bây giờ? Chỉ ông chủ mới cứu được bọn mình. Vô ích thôi, bọn mình làm sao gọi được ông chủ về chứ. Bưởi ta, tớ có cách rồi. Cách gì vậy bưởi diễn? Các bạn sau bên kia ơi, các bạn có thể giúp chúng tớ một việc được không? Hai bạn bưởi gọi tớ hả? Giúp tớ với. Các bạn hãy sang đây bò lên người bọn tớ đi. Nhanh lên. Bò lên hai cây bưởi để làm gì? Lá bưởi đang ngắt hà, có ăn được đâu. Bưởi ta sẽ bị cậu chủ chặt rồi. Bọn tớ không còn cách nào ngăn cậu ta lại được. Chỉ còn cách nhờ các cậu bò thật nhiều lên người bọn tớ, để cậu chủ thấy mà sợ không chặt nữa. Xin các cậu hãy giúp bưởi ta đi. Bạn ấy là người bạn thân thiết nhất của tớ. Không có bạn ấy, tớ cũng không thiết sống nữa. Tình bạn của họ thật cảm động. Chúng ta xuống giúp hai bạn ấy đi. Ừ, đi thôi. Các bạn sau trong khu vườn ơi, hãy nhanh chóng đến cứu bưởi ta nào. Cảm ơn bưởi diễn. Cảm ơn các bạn sau. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Sao hai cây bưởi lại nhiều sâu thế này? Ghê quá. Sâu thế này làm sao ra quả nữa chứ? Cây bưởi diễn sẽ chết mất. Mình phải gọi ông về ngay thôi. Yeah, thành công rồi. Chúng tớ cảm ơn các bạn sau nhiều nhé. Ông ơi, chả hiểu sao, sau trận bão hai cây bưởi lại có rất nhiều sâu. Cháu sợ sâu lắm, không biết làm thế nào mới gọi ông về. Được rồi, để ông xem. Bưởi ta, cậu xem ông chủ đã về rồi kìa. Ông chủ đã về rồi. Mình vẫn còn cơ hội để gặp ông chủ. Cháu bảo nhiều sâu lắm mà. Ông thấy có con sâu nào đâu? Rõ ràng hôm qua, lúc cháu cầm cái rựa định chặt cây bưởi ta, cháu nhìn thấy có rất nhiều sâu mà. Cái gì? Sao cháu lại định chặt cây bưởi ta của ông? Tại cháu thấy nó bị bão quật gãy hết cành rồi. Mà cây bưởi ta quả cũng không ngon bằng bưởi diễn,
nên cháu định chặt đi để lấy chỗ cho cây bưởi diễn phát triển. Cháu muốn chặt cây thì cũng phải hỏi ý kiến của ông chứ. Dạ, cháu... Cháu có biết tại sao ông lại giữ cây bưởi ta lại không? Dạ, cháu không biết ạ. Cây bưởi ta này là một món quà mà người bạn đồng ngũ của ông đã mang từ miền Nam ra để tặng ông. Nó chính là minh chứng cho tình bạn của ông sau bao năm xa cách vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về người bạn đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau chiến đấu. Mặc dù quả bưởi ta không ngon như quả bưởi diễn, nhưng với ông, nó luôn ngọt ngào như tình bạn vĩnh cửu của ông vậy. Cháu xin lỗi ông, cháu đã không biết ý nghĩa to lớn của cây bưởi ta như vậy. Nhưng mà cây bưởi ta bị gãy hết cành rồi, bây giờ có cách nào để cứu nó không ông? Vừa rồi ông về quê, thấy bà con ở đó họ có phương pháp ghép mắt rất hay. Cây có tình trạng xấu vẫn sinh sôi và ra quả ngon, như cây có tình trạng tốt cho mắt ghép, ông sẽ thử áp dụng xem. Ôi, vậy thì tốt quá ông ơi. Bưởi ta ơi, cậu sắp được cứu rồi đó. Tớ không biết nói gì, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là một người bạn thông minh và rất tốt bụng. Sự tích phong bao lì xì. Theo truyền thuyết, có một con yêu quái đáng sợ tên là Sui. Hàng năm vào đêm giao thừa, Sui sẽ đến chạm vào đầu trẻ em đang ngủ 3 lần để lấy đi linh hồn của những đứa trẻ. Vì sợ quá, các đứa trẻ cứ khóc hét lên và sau đó sẽ bị đau đầu, hành sốt và nói nhảm. Khi những triệu chứng này biến mất, đứa trẻ sẽ trở nên vô cùng ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Là Sui đấy, nó đến rồi, chạy mau. Mọi người nhanh tay đóng cửa lại, trông chừng tụi nhỏ nha. Sao trách được thà chứ. Bé yêu, ta đến rồi đấy. Rồi sau này, người sẽ làm mơ về ác mộng. Đầu lúc nào cũng ngớ ngẩn và chỉ thấy mũi ta. Trời ơi, con của tôi. Con tôi bị Sui ám rồi. Vì sợ yêu quái Sui hãm hại trẻ nhỏ, cha mẹ chúng thường không tắt đèn và thức qua đêm giao thừa để xua đuổi yêu quái. Trong vùng có một nhà họ Vương tên Quang nọ, sinh sống tại thành phố Gia Hưng. Tuổi đã cao, mới sinh hạ được một cậu con trai nên rất cưng chiều. Do làm ăn khấm khá nên dịp cuối năm nào, Vương Quang thường làm việc thiện, tặng gạo miễn phí cho những người lang thang, nghèo khó. Nhanh lên, nhanh lên! Nhà ông Vương Quang lại phát gạo miễn phí cho mọi người kìa! Ừ, đúng là người tốt! Nhanh đi mọi người ơi! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ! Cảm ơn ông tốt bụng đã tặng gạo cho mọi người! Chúc ông năm mới vui vẻ, phát đạt ạ! Cha ơi, lại đây chơi với con đi. Con đợi cha một chút, phát hết gạo cho mọi người. Cha sẽ chơi với con, rồi cho con đi chợ sắm Tết nha. Ông Phương Quang có cậu con trai kháu khỉnh thật, nhìn thông minh, lanh lợi, sau này ắt hẳn là người có tài đó. Số tuổi lận đận, mãi mê với công danh sự nghiệp nên lấy vợ muộn, rồi mãi mới sinh được đứa con. Nhờ trời thương, tên con tôi cũng dễ ăn dễ nuôi các bác à. Tôi mừng lắm. Cha đang phát gạo để mọi người có một cái Tết ấm no. Con vào trong nhà đợi cha một chút. Xong việc, cha sẽ chơi với con nha. Vâng ạ. Hả? Đã bảo hết gạo rồi, sao cụ lì thế? Tính ăn vạ đến sáng mai sao? Ông lão, ông còn sao chứ? Tôi lại ông, trăm lần lại ông. Tôi đi thăm con gái ở làng bên, không may bị bọn cướp chặn đường, cướp hết tiền bạc. Tôi đói lắm, 3 ngày này chẳng có gì trong bụng cả. Tôi xin ông cho tôi miếng cơm để lót bụng, xem như chia sẻ chút may mắn cho kẻ hèn này. Tôi xin ông. Lão ăn xin nè, sao không dỗi đến nhà khác mà xin đi, cứ nằm phả ở đây hả? Đỡ dùm ta ông lão này vào nhà, cho ông ấy ăn uống tử tế, rồi sắp xếp chỗ ngủ cho ông ấy tạm qua đêm nay. Ôi,
nhưng mà ông ơi, trong ông ta bẩn thỉu quá à, sắp sang năm mới rồi, mang ông ta vào nhà là rước vận xuôi về nhà đó ông. Tại sao ngươi có thể nói như vậy được? Giúp được người còn hơn xây 7 tòa tháp. Một chén cơm, một chỗ ở không là gì, nhưng không may để cụ ngoài sương, ngoài gió, mai cụ có mệnh hệ nào, người ân hận cả năm sẽ là ngươi đó. Dạ con lão cảm ơn ông. Ông thật là tốt bụng. Ông yên tâm, tôi sẽ cho gia nhân chăm sóc ông tử tế cho đến khi sức khỏe của ông được ổn. Ông đỡ hơn rồi chứ? Đà tạ ông, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Năm mới sắp tới, có lẽ tôi nên đi, kẻo lại bị nói là mang lại vận xui cho ông. Nè, ông đừng có lo, ông cứ ở lại đây đến khi nào sức khỏe ổn định thì hãy đi, đừng lo nghĩ về vấn đề gì hết. Cảm ơn ông thật tốt. Cậu con của ông thật thông minh. Vâng, vợ chồng tôi mong mãi mới được mụn con vậy đó. Tôi nghèo hèn, chẳng có gì, chỉ có 8 bao bì đỏ muốn tặng ông và gia đình lấy làm may mắn trong năm mới. Trời ơi, tôi không nhận đâu, ông hãy giữ nó cho riêng mình, chắc hẳn nó phải có ý nghĩa với ông lắm. Ông cứ nhận lấy và hãy nhớ kỹ lời tôi, nhớ bỏ 8 đồng xu vào 8 phong bì đỏ này và nhất định phải ngồi chơi cùng con ông vào đêm giao thừa, tuyệt đối không được tắt đèn, nhớ nha. Không biết là ông cụ đó bảo mình bỏ 8 đồng xu vào trong 8 phong bao đó đưa cho thằng bé cầm là có dụng ý gì đây? Mình uống tách trà đi cho đỡ lạnh bụng. Ở vùng của ta, giao thừa nào cũng có con yêu quái độc ác tới làm hại một đứa trẻ nào đó. Sao đêm nay tôi lại thấy lòng dạ bồn chồn không yên bả? Có khi nào... Chắc không phải như vậy đâu, mình yên tâm đi. Chúng ta bên cạnh con cả đêm mà. Ông đừng có lo lắng quá, lại hại sức đấy. Nhưng những tờ giấy đỏ mà ông lão đưa cho chúng ta có ý nghĩa gì chứ? Liệu nó có giúp được con mình thoát khỏi nạn này không? Bà ơi, dậy mau! Có chuyện gì vậy? Còn yêu quái độc ác, cười hãy cút đi, cút đi! Một chân thật yếu ớt như ngươi, làm sao có thể thắng được ta mà đòi chống chọi? Hãy bao nộp linh hồn con trai ngươi cho ta! Cút đi, ta thà chết, chứ không để ngươi làm hại con ta đâu! Cậu nhóc kháu khỉnh đây! Cái quái gì vậy? Phong bì đỏ đã phát huy tác dụng rồi. Chết tiệt, các người hãy nhớ đấy. Con yêu quái đi rồi, con tôi bình yên rồi. Thì ra ý nghĩa của những tờ giấy màu đỏ này là đây. Nhờ nó mà con trai ta được cứu. Cảm tạ trời đất đã thương tôi, thương con tôi. Ôi, thì ra là người chính là vị thần đã phù hộ và đổ cho con của chúng tôi được bình an. Đa tạ người. Chúng con cảm tạ ơn cứu sinh của người. Tất cả cùng nhờ tấm lòng nhân hậu và thương người của ngươi. Ngươi không nề hà việc cứu giúp người nghèo, ngay cả khi năm mới đang cận kề. Chính lòng tốt của ngươi đã tạo nên sức mạnh để cứu lấy đứa con yêu dấu của mình. Các người chỉ cần nhớ, làm việc thiện thì ắt điều thiện sẽ đến với mình. Chỉ cần bản thân sống tốt thì nhất định thần may mắn và hạnh phúc sẽ luôn bên cạnh bảo vệ. Hãy coi những chiếc lì xì đó như là đường may mắn, và hãy chia sẻ cho nhau để tặng nhau những niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhờ đó, những con quỷ hung dữ kia sẽ không bao giờ có thể làm phiền con người được nữa. Con xin đa tạ lời người và hứa sẽ làm theo những điều người dạy bảo. Vào Tết năm đó, đôi vợ chồng đã kể cho hàng xóm láng giềng về câu chuyện đêm giao thừa. Từ đó về sau, họ bắt đầu làm theo và trẻ em không còn bị quấy nhiễu nữa. Hóa ra 8 đồng xu kia chính là 8 vị thần đã âm thầm bảo vệ cậu bé.
Vì thế, người ta gọi tiền lì xì là tiền may mắn trong năm mới. Từ đó, tục lệ lì xì cho trẻ nhỏ vào đầu năm mới đã phát triển rộng rãi và kéo dài cho tới tận ngày nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!